Bố già ra tù. Vậy mời anh tuần sau đến tham dự nhé. Cảm ơn anh chị đã mời. Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi... Anh đừng có khách sáo. Dù sao anh cũng là... Con chào ba mẹ. Chào bác ạ. À, các con về rồi à? Đây là bác Khải, bạn lâu năm của ba mẹ. Bác ấy đi làm xa nên gần đây mới có dịp gặp lại. Thì ra là thế. Mời bác ở lại chơi với ba mẹ cháu ít hôm cho vui. Bác ấy còn bận việc nên không ở lâu được. Nhưng ba mẹ đã mời bác ấy đến dự sinh nhật của thằng Tôm rồi. Vậy thì tiệc sinh nhật của thằng bé lại càng rơm rã rồi. Các con đi mua đồ cho sinh nhật thằng Tôm đấy hả? Còn thiếu gì nữa để ba mẹ phụ thêm? Bọn con chuẩn bị đủ rồi ạ. Ba mẹ không phải lo đâu. Đây, bọn con mua nhiều đồ lắm này. Thôi, làm phiền anh chị và các cháu, tôi xin phép về trước đây. Bác không ở lại dùng cơm với ba mẹ cháu à? Thôi, bác có việc rồi, mọi người cứ tự nhiên nhé. Ba mẹ và bác Khải bao lâu không gặp nhau rồi ạ? Hả? À, cũng phải mấy chục năm rồi con à. Trước đây bác ấy có đến nhà mình chưa ạ? Chắc là có, nhưng lâu quá rồi nên mẹ cũng không nhớ rõ nữa. Con nhìn bác ấy có cảm giác quen lắm. Hình như đã gặp qua rồi. Vậy sao? Ủa, hôm nay cậu lại về giờ này ạ? Mà cậu không đi xe ạ? Cháu có tài liệu quên mang theo, mà xe lại hỏng, cháu đi taxi về. Chúng ta có nên tiếp tục giấu thằng Hoàng về thân thế của ông Khải không nhỉ? Đó là điều ông Khải muốn mà. Tôi biết, trước kia tôi cũng nhất trí với điều đó. Nhưng sau bao nhiêu năm làm mẹ, tôi hiểu được cảm giác của ông ấy. Cũng là vì nghĩ cho thằng Hoàng cả thôi. Nếu nó biết nó có một người cha bị đi tù, thì e là... Nhưng cứ nhìn vào mắt ông ấy, tôi lại thấy một nỗi buồn khôn tả ông ạ. Thôi, cứ để ông ấy đến dự sinh nhật thằng Tôm đã rồi tính. Những gì mình vừa nghe là thật sao? Vì thế mà mình mới thấy ông ta rất quen. Đi tù ư? Không, mình không thể nhận một người như thế làm cha được. Hãy chọn một món đồ đi con, để xem lớn lên con trai của ba sẽ trở thành bác sĩ hay kỹ sư nào. Đúng rồi, chọn nó đi con, lớn lên con sẽ làm bác sĩ. Anh quay lưng lại đi, để con tự chọn mới chính xác chứ. Được rồi, để anh quay lưng lại. Tiến lên đi con, dù con lựa chọn thế nào, ba cũng ủng hộ con. Con chọn ba sao? Ba cũng là sự lựa chọn sao? Ba sẽ làm tất cả để bảo vệ con. Không biết thằng bé Tôm có lựa chọn như ba của nó không nhỉ? Chào cháu, nhà mình hôm nay đông vui quá. Nhà cháu hôm nay đông khách, nên ba mẹ cháu không tiếp bác được. Bác thông cảm nhé. Tôi... Cho bác gửi cho thằng Tôm chiếc ô tô này nhé. Không cần đâu bác, nó có nhiều đồ chơi đẹp hơn rồi. Nếu thế thì bác về vậy, lúc khác bác lại qua. Anh Khải, sao anh không vào nhà mà đi đâu thế? Tiệc sắp bắt đầu rồi. Tôi chợt nhớ ra có việc gấp nên phải về luôn. Anh vào chơi một lát đã. Đây là sinh nhật 1 tuổi của thằng Tôm mà. Anh là... Tôi có việc thật. Tôi phải về đây. Chiếc ô tô này tôi tặng cháu. Chị nhận giúp nhé. Hoàng à, con ra đây, mẹ có chuyện muốn nói. Con đã nghe chuyện rồi phải không? Trưa hôm đó, ba mẹ nghe tiếng động ngoài cửa. Sau đó mới biết là con đã về qua nhà. Bác Khải không muốn mẹ nói ra sự thật. Nhưng đã đến nước này,
mẹ không thể giấu con nữa. Bác Khải thật sự là ba ruột của con đấy. Mẹ đừng nói nữa. Hãy nghe mẹ nói. Ba con không xấu như con nghĩ đâu. Ông ấy phải vào tù là vì bất đắc dĩ thôi. Ngày đó, mẹ ruột của con bệnh nặng qua đời. Chỉ còn một mình ông Khải xoay sở nuôi con. Hồi đó, sức khỏe của con rất yếu, đau ốm liên miên. Ông Khải tìm mọi cách để chạy vậy lo tiền cho con chữa bệnh, nhưng vẫn không đủ. Ông ấy đã phải làm cả những việc phạm pháp. Sau đó, ông ấy bị cảnh sát bắt. Trước khi bị bắt, ông ấy đã trao lại con cho ba mẹ và xin ba mẹ đừng nói cho con biết về thân thế thực sự của mình. Con cũng đã làm cha. Con hiểu cảm giác sẵn sàng làm tất cả vì con của mình, đúng không? Dù ba con đã phạm sai lầm, nhưng tình yêu ông ấy dành cho con vẫn vô cùng thiêng liêng, không gì thay thế được con ạ. Mẹ, con... Ba... Lý tưởng và tình yêu. Đó là một buổi sáng mùa thu năm 1945 ở thành phố Tokyo. Nobuko ơi, đất nước của anh đã được độc lập rồi. Từ nay trở đi, anh là người dân của một đất nước độc lập em à. Em chúc mừng anh, em cũng vui quá. Anh phải cho em xem cái này. Đây là gì vậy anh? Trong suốt 9 năm học và làm việc ở Nhật, anh đã mày mò tìm kiếm và thu lượm những giống cây có năng suất và chất lượng cao. Anh giữ gìn trong chiếc vali này để đợi đến ngày về nước. Anh định về nước sao? Đúng vậy, Nobuko à. Anh muốn được trở về đất nước của mình. Anh muốn cùng làm việc với nông dân đất nước anh. Có lao động cực nhọc, có đổ mồ hôi trên đồng mới thấu hiểu nỗi khổ của nông dân. Mới biết nông dân cần gì, mới nghiên cứu ra thứ có tính ứng dụng. Em biết không, anh mong những ngày mai, ở quê hương anh, gió sẽ thổi trên những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Người nông dân sẽ có những mùa gặt vàng óng, đất nước của anh sẽ ngày càng ấm no hạnh phúc. Em sẽ về cùng anh chứ? Em cũng muốn được thấy gió thổi trên những cánh đồng thẳng cánh cò bay của đất nước anh. Chồng con về muộn thế, anh ấy đang bàn giao nốt công việc mẹ ạ. À? Vậy là cậu ấy quyết định nhận việc ở trung tâm nghiên cứu bên châu Âu hả con? Dạ không ạ, chồng con muốn đưa cả nhà về nước anh ấy ạ. À? Sao lại thế? Mẹ cũng có nghe đài rồi, đất nước ấy vừa giành độc lập nhưng chắc còn nhiều thiếu thốn lắm. Thế nên chồng con mới muốn về để góp tay xây dựng. Anh ấy đã quyết tâm như vậy rồi thưa mẹ, con cũng ủng hộ anh ấy. Từ nhỏ đến giờ con chưa một lần sống xa mẹ. Giờ một mình đến một đất nước xa lạ như vậy. Con đâu có đi một mình, bốn mình chứ mẹ. Con nè, chồng con nè, hai đứa trẻ nè, là bốn mình mẹ ạ. Ừ, thì bốn mình. Mẹ hoàn toàn tin tưởng chồng con. Nhưng con thì... Sao con xoay sở được ở một nơi vừa trải qua chiến tranh tàn phá như thế? Mẹ ơi, nhưng đó là đất nước của chồng con. Anh của đã từ chối tất cả các cơ hội đi làm nghiên cứu sinh ở Mỹ và cả công việc ở Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Thế Giới. Để về nước thì con cũng có thể từ bỏ cuộc sống no ấm ở đây để theo anh ấy được mẹ ạ. À? Ừ, mẹ hiểu mà. Phải chuẩn bị đồ cho con mang đi chứ. Sang bên đó rồi thiếu thốn trăm bề. Vali này là quần áo cho vợ chồng con. Còn đây là vali quần áo của bọn trẻ. Thức ăn thì ở vali kia, thuốc men và đồ chơi cho bọn trẻ mẹ để trong túi du lịch. À, còn thiếu bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt để mẹ đi mua. À, còn phải mua thêm ít bột nếp về làm bánh cho bọn trẻ ăn. Bọn nó thích bánh mochi mẹ viên lắm đấy. Mẹ ơi, con sẽ nhớ mẹ biết bao. Mẹ ơi, con luôn cố gắng lạc quan để chồng con không phải bận lòng. Nhưng thực sự con sợ lắm. Ngày mai thức dậy ở một đất nước xa lạ, không có mẹ ở đó, con biết làm sao đây? Rồi chuyện gì sẽ đến? Con có đủ sức chống đỡ không mẹ? Con đừng lo, ngày mai sẽ thổi cơn gió riêng của nó con à. Nobuko ơi,
Cuối cùng anh đã về đến đất nước mình rồi, anh hạnh phúc quá. Dạ, nhưng anh ơi, hành lý của mình đã thất lạc hết rồi. Toàn bộ sách vở, quần áo, tư trang của cả nhà mình không còn nữa. Ồ, thế à? Đồ của bọn trẻ cũng không còn hả em? Dạ. Không sao, vẫn còn chiếc vali đựng những giống cây quý giá của anh em à. Anh thật là... Nobuko à, cuộc sống phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Cảm ơn em vì đã về đây đồng cam cộng khổ với anh. Anh và em sẽ cùng vượt qua thôi. Những điều tốt đẹp nhất vẫn chờ chúng ta phía trước. Mẹ em nói, ngày mai sẽ thổi cơn gió riêng của nó mà. Còn mẹ anh thì nói, ngày mai trời lại sáng. Nhà nông học Lương Định Của là người đi tiên phong trong lĩnh vực khoa học thực nghiệm về nông nghiệp. Ông đã từ bỏ những cơ hội làm việc ở nước ngoài để trở về phục vụ đất nước với lý tưởng về một cuộc sống đẹp hơn cho những người nông dân Việt Nam. Bên cạnh ông luôn có người vợ hết lòng ủng hộ và đồng cam cộng khổ cùng ông. Con sáo biết nói. Làm ca đêm có khác, mệt chết đi được. Bơ ơi, anh về rồi. Anh rửa tay vào ăn sáng đi anh. Em chuẩn bị sẵn hết rồi. Có món mì tôm chanh anh thích này. Mì tôm chanh á? Anh đi làm cả đêm mệt nhọc mà em cho anh ăn sáng mì tôm chanh. Thôi, anh đi ngủ đây. Em ra chợ mua món gì ngon ngon đi. Trưa anh dậy ăn cả thể. Vợ con gì lạ. Chồng đi làm cả đêm về mà chẳng có gì bồi bổ. Mà mình đi làm cho ai? Cho cái nhà này. Thế mà. Trời ơi, gì thế không biết. Này, hai cái đứa kia, có yên tĩnh cho ba ngủ không? Tại em bóng đó ba, bày đặt đòi cắm hoa. Tại anh Tôm điều khiển xe đâm vào bình hoa chứ bộ. Thôi ngay, ba đi làm ca đêm mệt lắm rồi. Các con cũng không cho ngủ xíu là sao? Nói nghe, ba đi làm cho ai? Cho mấy đứa có cơm ngon áo đẹp đó, biết chưa? Hoa với chả hết. Đến bọn chim chóc cũng phá mình là sao? Con sáo kia, tao đã phải đi làm vất vả để mua được ngôi nhà có mảnh vườn, có cành cây cho mày đến đậu đấy, biết chưa? Tao chả hiểu mày hót cái gì mà hót lắm thế. Mày có ý kiến ý cò gì với tao à? Láo quá, không coi mình ra gì. Ủa, sao có viên kẹo ở đây? Chắc của bọn trẻ đây mà, ăn uống gì mà vương vãi khắp nơi thế này. Chà, ngon đấy chứ. Này, các cậu ơi, cậu chủ nhà này nay lại ở nhà cơ đấy. Ai đấy? Ai nói đấy? Bình thường là tốt ra ngoài đi nhậu với bạn bè rồi đấy. Cả đời mới làm ca đêm có một lần mà bày đặt ra vẻ. Cô chủ chẳng phải một mình thức đêm trông con suốt mà sáng ra vẫn đi làm bình thường đấy thôi. Các bác nhỉ? Ôi trời, cái đồng hồ đang nói chuyện. Sao lại thế được nhỉ? Hơi vào. Các bác không biết đấy thôi. Tôi đi với cậu chủ suốt ngày tôi biết. Cậu ta đi làm vất vả gì đâu. Trà nước là chính ấy mà. Cái áo sơ mi của mình cũng hóng hớt ra phết. Nhưng đâu phải mình trốn việc, mà việc ít nên mình thế. Với cả bạn bè rủ chả lẽ không đi. Thôi đúng rồi, viên kẹo này chắc có phép thuật. Có lẽ nào con sáo ban nãy cho mình. Úi da, là thật, không phải mơ. Chắc như đinh đóng cột rồi. Con sáo thần cho mình viên kẹo ngậm vào, nghe được tiếng đồ vật. Để mình nghe tiếp xem bọn nó còn nói xấu gì mình nữa. Mà các bác ơi, tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Cậu chủ làm việc kiểu đấy, sao mua được ngôi nhà đẹp thế này? Lại còn có cả vườn cây nữa. Cô đèn ngủ mới về nên không biết là phải. Tôi thì rõ như ban ngày. Tất cả là nhờ công cô chủ chứ sao nữa. Cái gì? Nhờ công cô chủ, tức là vợ mình á? Còn phải nói, cô chủ nhà mình là không chê đâu được các bác ạ. Đúng là bông hoa nhài. Bông hoa nhài á? Ý cái túi sách láo liếu kia ám chỉ mình là... Tức quá đi mất. Cái bọn này, mình là chủ chúng nó mà chúng khinh mình đến thế là cùng. Chị túi sách nhắc đến hoa em mới nhớ. Tối qua vì mấy bông hoa mà cô chủ khóc ướt đẫm cả em đấy. Sao? Sao? Có chuyện gì đấy? Chuyện là trước hôm mùng 8 tháng 3,
Cô chủ thấy tờ hóa đơn đặt hoa trong túi áo cậu chủ nên mừng thầm. Chắc mẩm là mùng 8 tháng 3 năm nay được tặng hoa đẹp. Ai ngờ khi cô chủ chuẩn bị mâm cơm rõ ngon chờ cậu chủ về mà cậu ta chỉ nhắn về vỏn vẹn cái tin nay trực đêm không về. Trực đêm gì mà trực đêm, chắc có gì mờ ám rồi. Trực đêm thật mà, còn hóa đơn đặt hoa là cho công ty, cho công ty đấy, biết không hả? Cô chủ rõ khổ các cậu nhỉ? Ừ, rõ khổ. Vợ ơi, vợ ơi vợ. Anh ngủ dậy rồi à? Em à, tối qua anh đi trực đêm thật đấy. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo. Thì em có nói gì đâu nào. Thế sao tối qua em khóc? Sao anh biết em khóc? Thì cái gối của em nó nói. Anh trực đêm về mệt quá hay sao mà ngủ mơ kỳ thế? Anh nói thật đấy, có con Sáu nó cho anh viên kẹo thần kỳ, giúp nghe được tiếng nói của đồ vật. Anh ngậm vào, thấy là nghe được bọn đồ đạc trong phòng mình nói chuyện. Anh nhả viên kẹo ra cho em xem. Ủa, đâu rồi ta? Chắc anh ngậm lâu quá, nó tan mất tiêu rồi. Anh Toàn nói nhảm nhí gì đâu à. Chắc anh đang đói lắm. Chờ em xíu nha, em nấu cho anh món gì ngon ngon ha. Em này, anh nói thật. Mà đúng là tối qua em khóc thật anh ạ. À. Bọn trẻ con không biết mua được ở đâu bó hoa hồng về bảo tặng mẹ ngày 8 tháng 3. Em vui quá mà nước mắt cứ rơi ra. Tặng cho bó hoa mà cảm động đến thế cơ à? Dạ, bọn trẻ mới ngày nào còn bé xíu, quấy khóc cả đêm mà giờ đã biết quan tâm đến mẹ rồi. Mà bó hoa đâu rồi nhỉ? Để em lấy anh xem, đẹp lắm cơ. Bó hoa hả? Em cứ nấu ăn đi, để anh tìm cho. May quá, bó hoa vẫn ở đây. Có bó hoa héo này mà vợ mình cũng cảm động phát khóc. Lâu nay mình chỉ bo bo nghĩ cho bản thân, từ giờ mình phải quan tâm đến vợ con hơn mới được. Viên kẹo thần kỳ nó không mất đi, mà nó đã tan vào trong tim anh, luôn nhắc anh hãy dành thời gian bên cạnh vợ con mình, cùng vợ con chung tay vun đắp cuộc sống gia đình. Linh và Huệ. Bao giờ biết điểm thi đại học hả con? Con cũng không biết nữa. Con dặn cái Huệ rồi, bao giờ có điểm thì nó báo cho con mẹ ạ. Linh ơi, Linh! Linh ơi, lên đây tớ có tin vui cho cậu nè. Chúc mừng cậu đã đỗ đại học. Thật á? Thế cậu thì sao? Cậu cũng đỗ chứ? Ừ. Thích quá. Vậy là hai đứa mình được học cùng một trường rồi. Thế mấy nữa lên học, hai đứa có định trọ cùng nhau không? Có bác ạ. Đấy, thế là chả mấy cái Linh lại đi học đại học. Vụ mùa lần sau, mình bác biết làm sao với hơn mẫu ruộng này. Mẹ, con đi học chứ có phải đi lấy chồng mà đến vụ mùa không về phụ mẹ. Mẹ nói đùa thế thôi, các con đi học thì cứ tập trung vào việc học. Việc đồng áng ở nhà mẹ tự lo được. Nói vậy chứ, nếu vào cuối tuần không phải học thì các con cũng nên về giúp mẹ. Đỡ được phần nào bớt phần nấy các con à. Một thời gian sau. Hệ, cậu không định đi họp nhóm bạn cấp 3 bọn mình thật à? Ừ, hôm nay lớp tớ có bài tập thực tế. Cậu bảo các bạn thông cảm cho tớ nhé. Tiếc nhỉ. Vậy thế tớ đi nhé. Ừ. Dạ, mới có mấy tháng không gặp mà các cậu thay đổi ghê ha. Nhất là Hương đấy nhé. Nhìn thế này ai bảo gái nhà quê nữa. Lên thành phố học cũng phải thay đổi một chút để hòa nhập với cuộc sống trên đây chứ. Cậu với Huệ cũng phải thay đổi một chút đi. Ai đâu ra đường cứ quần trùng áo dài như thế này. Tớ cũng muốn mặc quần áo ngắn hơn một chút. Nhưng mà da của tớ đen thế này, mặc quần áo ngắn sao được. Có gì chứ. Đây, tớ cho cậu địa chỉ nè. Đảm bảo cậu chỉ cần dùng 2 tuần, da trắng như thiên nga luôn. Công nhận cái Hương trước nó còn đen hơn cả mình. Vậy mà bây giờ da nó trắng mịn, nhìn không khác gì gái thành phố. Hay là mình cũng thử thay đổi một chút xem sao nhỉ. Vậy tớ thử một lần làm thiên nga xem sao. Gì đấy Linh? Kem dưỡng trắng da toàn thân đấy. Ờ, sao tự nhiên cậu lại mua kem dưỡng da làm gì? Cái này cái Hương tư vấn cho tớ đấy. Hương á? Ừ.
cậu có muốn mua không? Tớ cho địa chỉ. Ờ, thôi, tớ thấy hiện giờ nó cũng không cần thiết với tớ cho mấy. Một tháng sau. Đồng da cũng trắng đấy. Alo mẹ ạ. À? Ừ con à, con thi xong chưa? Dạ con vừa thi xong được 2 hôm rồi mẹ ạ. À? Thế cuối tuần có được nghỉ không con? Dạ con có được nghỉ mẹ ạ. À? Mà có việc gì vậy mẹ? Nếu con không bận học á, thì con về phụ mẹ cấy lúa được không? Mình mất cả tháng mới dưỡng được nước da như thế này. Bây giờ mình mà về quê á, thì sạm đen hết. Ờ, mẹ ơi, thực ra con đang bị sốt mẹ ạ. À? Vậy hả con? Thế con uống thuốc chưa? Dạ con uống thuốc mấy hôm rồi mà vẫn chưa khỏi. Thế là con bị sốt virus rồi đấy. Thôi con không phải về đâu, ruộng ở nhà mẹ lo được. Vâng ạ, à, con chào mẹ. Hello, mà đã đi học về rồi đây. À, Linh ơi, mai tớ về quê đấy. Mẹ tớ vừa gọi điện bảo làng mình đang cấy, nên tớ mai về phụ mẹ tớ. Cậu có về không? Ờ, tớ không. Mẹ tớ vừa gọi điện bảo nhà tớ ngày mai là xong. Thế hả? Thế thôi, mai tớ về một mình vậy. Huệ ơi! Ôi, bác Loan, bác đi làm đồng về muộn vậy ạ? À? Ừ, cả 3 ô ruộng nhà bác đều cạn hết, nên bác phải cấy cố. Mà bác nghe mẹ cháu bảo chiều mai cháu đi Hà Nội phải không? Vâng ạ. À. Bác gửi ít thuốc này cho cây Linh, cháu cầm lên hộ bác nha. Dạ, thuốc gì đây bác? Thuốc chữa sốt virus đây cháu, cây Linh đã bị sốt virus mấy hôm nay rồi. Cháu ở cùng phòng thì bảo ban bạn uống thuốc với ăn uống đầy đủ giúp bác nhé. Ủa? Linh ốm hồi nào nhỉ? Hôm qua mình về Linh vẫn còn vui vẻ nói chuyện với mình mà. Không có biểu hiện gì của sốt virus cả. Thế thôi bác về đây nhé. Vâng, bác về ạ. À? Cậu ở quê lên rồi hả? Có quà gì không đấy? Có đấy, ở trong túi đây này. Ơ, đây là thuốc mà. Thuốc cho cậu đấy. Ừ, thuốc cho tớ á. Tớ có bị làm sao đâu. Thuốc chữa bệnh dối trá. Cậu... Tại sao cậu nói là nhà cậu hôm qua là cấy xong? Tại sao cậu lại nói dối mẹ cậu là bị sốt virus? Cậu có biết mẹ cậu lo cho cậu thế nào không? Tớ... Linh, cậu có biết mẹ cậu vì cậu mà đã phải ngược xuôi mua thuốc cho cậu không? Trong khi bác ấy còn phải oằn mình với hơn một mẫu ruộng đang bị cạn nước nữa. Tối hôm qua, khi mà mọi người ăn cơm xong hết rồi, bác ấy mới vội vã ở ngoài đồng về, không kịp ăn cơm chạy sang nhà tớ để đưa thuốc cho cậu. Tớ đúng là đứa con bất hiếu. Chỉ vì sợ về quê làm ruộng bị sạm da mà tớ đã nói dối mẹ, để mẹ tớ phải lo lắng như thế này. Linh à, cậu hiểu được là tốt. Đây coi như một bài học sâu sắc dành cho cậu. Bây giờ cậu hãy gọi điện hỏi thăm bác ấy đi. Tớ biết rồi, giờ tớ sẽ đi gọi điện cho mẹ tớ ngay đây. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.